Hoài Phương xin chào các bạn. Hôm nay mình có lô máy câu Nhật Bản muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video. Giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Hoài Phương để đặt hàng nha. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy thuộc dòng Daiwa nha. Con này là Daiwa Spintermat ST700M nha các bạn, là tên máy nha. Con này thì hàng của Japan nè, Japan nha các bạn, Japan. Ngoại hình tổng quan của máy thì nhìn chung là sáng đẹp nha. Máy này ở ngoài thì bé bé nhỏ xinh trong lòng bàn tay thôi nha các bạn. Máy ở ngoài rất là gọn và nhẹ luôn nha. Ngoại hình tổng quan của máy thì như thế này. Nhìn chung thì mình thấy con này sáng đẹp, màu thì màu lông chuột nha. Cối và thân là carbon, tay quay kim loại nha các bạn. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải luôn nha. Về thông số thì cước số 2 mình vào được 150m, con này là size 2000. Lăn sáng bóng như vậy. Đây, ngoại hình tổng quan, phần nắp thì có chữ Daiwa nha các bạn. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt luôn nha các bạn. Con này tay quay thì mình đổi được cả hai bên trái và phải luôn nha. Và tay quay nó là dạng gập. Tay quay gập mình bấm nút ở đây gập lại, sử dụng thì mình mở ra nha. Đổi được hai bên trái phải. Máy chạy. Con này chạy rất là mượt luôn các bạn. Chốt chặn của máy. Máy chạy rất là mượt luôn nha. Đảo chiều nè. Đảo chiều khá là êm. Con này chạy rất là mượt. Và con Daiwa size 2000 hàng Japan nha các bạn. Hàng Japan này có giá là 250k nha. Máy số 1 250k. Tiếp theo là đến máy số 2 nha. Máy số 2 là chắc là anh em với máy số 1 á, khác màu da. Con này là con Daiwa Super Spinter nha, ST800B dòng máy carbon luôn nè các bạn. Thân cối là carbon nha. Thân cối carbon và tay quay của nó là kim loại. Thì con này là máy của Japan luôn nha. Con này thì màu kem. Ngoại hình tổng quan của máy thì như thế này nha các bạn. Còn về thông số cước là cước số 3 mình vào được 150m thì con này là size 3000. Dòng máy carbon ở ngoài gọn nhẹ nha. Máy thì ở ngoài khá là gọn và nhẹ. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Nhìn chung thì ngoại hình sáng, có đề xước một số chỗ. Lăn sáng luôn các bạn. Gạt cước hoạt động tốt. Phần nắp thì như thế này nha. Nắp có chữ Daiwa thế này. Một con máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt luôn nha. Tay quay nó là tay quay dạng gập. Mình bấm nút ở đây gập lại, sử dụng mình mở ra thôi. Đổi được hai bên trái phải luôn nha. Máy chạy. Máy chạy rất là mượt. Chốt chặt. Đảo chiều máy nha. Con này khá là mượt rồi. Và con máy số 2 size hàng Daiwa size 3000 nha các bạn. Có giá của Japan có giá là 270k nhưng máy số 2 270k. Tiếp theo là đến con máy số 3. Con máy số 3 là cũng dòng Daiwa luôn. Con này chạy 4 mặt đạn nữa bạn. Một con nhỏ xíu chạy 4 mặt đạn luôn nha. Con này là Daiwa, ở đây thì nó có in là 4 mặt đạn. Con này chạy 4 mặt đạn, cối kim loại. Con này là con Daiwa Regazet 2000L. Con này là Daiwa Regazet 2000BL nha các bạn. Thì con này là hàng của Thái Lan xuất Nhật nè. Cối là cối kim loại. Con này chạy 4 mặt đạn, máy thì khá là nhỏ gọn trong lòng bàn tay thôi nha. Máy khá là nhỏ gọn luôn các bạn. Ngoại hình con này thì cũng có trầy xước theo 5 tháng. Con này thì màu kem. Ngoại hình có trầy xước theo 5 tháng nha các bạn. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Ngoại hình có trầy xước. Phần cối thì nhìn chung còn khá là sáng. Tay quay là tay quay cán gỗ nha. Tay quay con này là cán gỗ. Lăn sáng bóng luôn nha các bạn. Lăn sáng bóng. Còn về thông số cước của máy thì con này cước số 2 mình vào được 150m nha. Cước 2 150m. Con này là size 2000. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt nha các bạn. Cối kim loại rất là dày và chắc. Máy nhỏ size 2000, chạy 4 mặt đạn, cối kim loại nha. Tay quay thì mình đổi được cả hai bên là trái phải luôn nha. Tay quay dạng gập, bấm nút đây gập lại, sử dụng mở ra. Máy chạy. Máy chạy rất là mượt. Tiếng lưỡi gà của máy nha các bạn. Chốt chặn. Đây là tiếng máy khi mà mình quay nè. Thì nó sẽ có tiếng như thế này. Đảo chiều. Đảo chiều rất là êm luôn nha. Và con Daiwa chạy 4 mặt đạn,
size 2000 của kim loại của Thái Lan này có giá là 270k nha. Máy số 3 270k. Máy thì ngoại hình có trầy xước theo năm tháng nha. Tiếp theo là đến con máy số 4. Con máy số 4 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con dòng Daiwa luôn. Hôm nay khá là nhiều dòng Daiwa. Thì con này là dòng máy Daiwa ST1000 nha. Daiwa Spinter ST1000 là tên máy. Con này là hàng của Japan. Ngoại hình tổng quan thì nhìn chung còn sáng, cũng có trầy xước một số chỗ. Thông số thì cước số 6 mình vào được 150m. Con này là size 6000, toàn thân kim loại. Cối kim loại, tay quay và thân kim loại luôn nha. Ngoại hình tổng quan của máy thì như thế này. Tay quay thì mình đổi được cả hai bên trái phải nha. Tay quay đổi được trái phải. Size máy là 6000 nha các bạn. Lăng sáng. Phần nắp là như thế này. Phía dưới nè. Đây, ngoại hình có sao mình quay vậy luôn nha. Phần cố thì nhìn chung còn khá là sáng như vậy. Cố thì như thế này. Kẹp cước hoạt động tốt. Phần nắp nha. Máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Đây, tiếng lưỡi gà của máy. Con này là hàng của Japan nha. Lúc nãy mình quên giới thiệu. Con này là Daiwa Japan nha các bạn. Về phần tay quay của con máy là dạng tay quay gập nha. Nhưng mà tay quay gập này là mình vặn cái này nè các bạn. Đây, mình vặn cái này nha. Mình gặp lại, sử dụng thì mình mở ra vặn lại thôi nha. Rất là tiện. Tay quay thì mình đổi được cả hai bên trái phải luôn. Máy chạy. Máy chạy rất là ok luôn nha. Chốt chặt. Đảo chiều của máy. Và con Daiwa size 6000 hàng Japan này nha các bạn, có giá là 350k nhưng máy số 4 350k. Tiếp theo là đến con máy số 5. Con máy số 5 là một con dòng emblem nha. Dòng này thì khá là nổi rồi. Con này là con Daiwa Emblem Z nha các bạn. Emblem Z 2500T, 2500 thôi nha, không có T nha. Con này là Daiwa Emblem Z 2500 nha các bạn, hàng của Japan nha, hàng Japan. Ngoại hình tổng quan của con này thì như thế này nha. Cối là cối kim loại nè. Thân thì carbon. Tay quay này để mình thử. Tay quay kim loại nha bạn. Tay quay này là kim loại. Thì ngoại hình tổng quan của con máy là như thế này nha. Cũng có trầy ở phía dưới này như thế này. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Tay quay đổi được hai bên trái phải. Con này chạy 4 mặt đạn nha bạn. Con emblem này chạy 4 mặt đạn. Và ratio của nó là 1.5.3 nha. Cối là kim loại. Lăng sáng bóng nè các bạn. Lăng sáng bóng nha. Và thông số của nó thì là cước số 3 mình vào được 150m thì con này là size 3000 nha. Con này size 3000. Gạt cước hoạt động tốt. Phần nắp nha các bạn. Một con máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt luôn nha. Tay quay thì mình đổi được cả hai bên trái phải. Và tay quay con này là cán gỗ dạng gập. Bấm nút gập sử dụng thì mở ra thôi. Con này máy nhỏ ở ngoài khá là nhỏ gọn, chạy là 4 mặt đạn nha, cối kim loại. Máy chạy nha bạn. Máy chạy rất là mượt và nhanh nha. ABS của máy nè các bạn. ABS. Đây, máy chạy rất là mượt luôn. Đảo chiều nha. Con này thì mượt nhanh rồi, dòng emblem chạy khá là mượt. Và con emblem size 3000 hàng Japan chạy 4 mặt đạn nha các bạn. Chạy 4 mặt đạn cố kim loại này có giá là 500k nha. Máy số 5 500k. Tiếp theo là đến con máy số 6. Con máy số 6 mà mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy màu đỏ phối rất là đẹp như thế này nha. Con này là Spinmat M2000 là tên máy nha. Thì con này là hàng của Korea nè các bạn. Korea. Ngoại hình tổng quan là màu đỏ phối với nhau nha các bạn. Như thế này. Và thông số cước là cước 4 mình vào được 165 thì con này là size 4000. Ngoại hình tổng quan của con máy như thế này. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Cối và thân là carbon và tay quay là kim loại. Đây là phần nắp nha. Lăng sáng bóng. Size máy thì là 4000 nha các bạn. Cước 4 mình vào được 165m. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt luôn nha các bạn. Tay quay thì mình đổi hai bên trái phải và tay quay nó là dạng gập. Mình bấm nút ở đây gập lại, sử dụng mình mở ra thôi. Máy chạy nha. Máy chạy rất là ok luôn. Chốt chặn. Đảo chiều của máy nha các bạn. Đây. Và con máy số 6 này. Con máy Hàn Quốc size 4000 này có giá là 200k nha. Máy số 6 200k.
Tiếp theo là đến hàng dưới rất là đẹp luôn nha. Và tiếp theo là con máy số 7. Con máy số 7 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Daiwa nha. Con này là Daiwa Emblem S nha các bạn, 3500C, đây là tên máy nha. Thì hàng con này là hàng của Japan nè các bạn. Hàng Japan, ngoại hình thì sáng đẹp nha, ngoại hình sáng đẹp. Con này ở ngoài thì nhỏ nhỏ, trong lòng cũng không có to lắm đâu, cũng bằng bàn tay như thế này. Cối này là cối kim loại nè các bạn, cối kim loại rất là dày và chắc nha. Ngoại hình tổng quan của con Emblem này thì như thế này. Màu con này rất là đẹp luôn á, sang nữa. Ở sau thì có in Daiwa như thế này nha, phía dưới luôn nè các bạn. Tay quay thì mình đổi được cả hai bên trái phải nha. Phần cối kim loại nè, ở trên này thì mạ một màu vàng, ở dưới này màu trắng nè. Còn về thông số của nó nha, thì cước số 5 mình vào được 150m nha các bạn. Cước 5 150m thì con này là size của nó là 5000 nha. Size máy là 5000 nha các bạn. Ngoại hình tổng quan của máy thì như thế này đây. Đây. Máy thì nhìn chung sáng đẹp nha. Lăn mạ vàng sáng bóng luôn. Dòng này thì có ABS luôn nha các bạn. Cước, gạt cước con này thì khá dày luôn nè các bạn. Các bạn có thể nhìn này, gạt cước rất là dày nha. Hàng thì của Japan như lúc nãy mình có giới thiệu là, con này là made in Japan nha các bạn. Ở đây nó có in Daiwa nè, made in Japan Daiwa. Gạt cước hoạt động tốt, lăn mạ vàng sáng nha. Phần nắp nha các bạn, một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha. Đây, máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Dòng Emblem thì rất là khỏe luôn nha các bạn. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải rồi. Tay quay của nó này rất là đẹp, dạng gập nha. Mình bấm nút gập lại, sử dụng mình mở ra. Cái này nó giống như màu xanh tím nhạt nhạt nhạt, rất là đẹp luôn á. Máy chạy, máy chạy rất là mượt và nhanh nha các bạn. ABS của máy rất là nhạy luôn. Đây, máy chạy rất là mượt, êm, đảo chiều. Dòng này thì mình thấy chạy khá là nhanh đó. Và con Daiwa Emblem size 5000 nha các bạn. Hàng Japan này có giá là 1 triệu mốt nha. Máy số 7 1 triệu mốt. Emblem Japan size 5000. Tiếp theo là con máy số 8 nha. Một con cối vàng, giá cũng khá là bất ngờ á. Con này là con Shimano C3000, Shimano Anod XT C3000 nha. Dòng C3000 này là một cái dòng mà rất là mọi người rất là thích luôn á. Con này là hàng của Malaysia xuất Nhật đây. Malaysia Anod XT nha, hàng xuất Nhật. Ngoại hình tổng quan thì rất là sáng đẹp nha. Ngoại hình tổng quan sáng đẹp như thế này nha các bạn. Máy thì rất là gọn. Nói chung là về độ gọn nhẹ thì mình thấy con này rất là ưu tiên luôn á. Vừa gọn vừa nhẹ nữa. Nghĩ mấy cái con 3000 này mà đi luôn là hơi bị tuyệt vời nha. Máy rất đẹp nha. Tay quay thì có chữ Shimano như thế này nữa nè các bạn. Shimano nha. Có tem cối nha. Cối thì cối màu vàng. Cái này rất là ăn tiền ở cái cối luôn, cối rất là đẹp nè. 10 điểm nha. Cối màu vàng rất đẹp. Ngoại hình tổng quan thì như thế này nha các bạn. Dòng này thì có ABS luôn. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Ngoại hình máy thì sáng đẹp rồi, lăn sáng bóng luôn. Con này là về thông số cước của máy nha. Thông số cước thì ở đây nó bị mờ một xíu nè các bạn. Cước 2.5 mình vào được 185m. Và cước số 3 của nó thì mình sẽ vào được 150m nha. Con này là size 3000. Phần cối sáng đẹp, nắp như thế này. Nói chung ngoại hình con này rất là đẹp ấy. Gạt cước hoạt động tốt, cối khá dày nha các bạn. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Đây, máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy. Về phần tay quay thì mình thấy cái này thiết kế rất là đẹp nha. Tay quay đúng đẹp luôn á. Tay quay đổi được hai bên trái phải luôn nha. Máy chạy, máy chạy rất là nhanh và êm luôn các bạn, êm mượt lắm. ABS của máy nè. Máy chạy rất là êm mượt nha. Các bạn nghe cái tiếng đó là tiếng ở chỗ tay quay á. Máy con này đúng là êm, siêu êm luôn ấy. Đảo chiều. Và quay đã thế là nãy giờ cứ ngồi quay hoài. Và con Shimano Anod XT C3000 cối vàng này luôn nha. Có giá bất ngờ lắm, 900k nha các bạn. Máy số 8 900k. Tiếp theo là đến con máy số 9. Con máy là mình chờ đợi lâu lắm rồi mới về được con này đây. Con này là con Shimano nè các bạn. Dòng Shimano. Con này thì
Con này là một hàng xuất cho thị trường Nhật á. Đây, con này là dòng Shimano nha. LSC3000. Con này thì quá tuyệt vời rồi. Hàng Malaysia xuất Nhật nha các bạn. Ngoại hình con này rất là đẹp luôn á. Chắc cũng tầm 90% nha. Rất đẹp. Nó có một cái màu xanh khá là nổi bật luôn. Ngoại hình con này thì như thế này nè. Các bạn có thể thấy nó tầm 90%. Máy rất đẹp. Ở phía sau này thiết kế cái đường này rất là đẹp luôn nè. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Dòng LF thì quá là chuộng rồi. Về thông số cước ni lông của nó thì mình sẽ cước ba vào được 150 m. Thì con này là size 3000 nha. Mấy con này mà mua về câu lua là thôi chứ. Đẹp chịu gì nổi. Một cái cối nè. Kiểu lần đầu tiên mình thấy cái cối mình nó xanh vậy luôn. Con này mình chờ đợi lâu lắm mới về được hàng đây. Lăn sáng bóng luôn nha các bạn. Một con máy đẹp tới 90% LFC 3000. Cái dòng này thì quá hot rồi. Đây nè các bạn. Từng đường bo góc luôn nha. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Cối này là cối kim loại. Lăn sáng. Chặt cước. Hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Đây, đây là tiếng lưỡi gà của nó. Rất là thanh luôn nha. Con này thì quá tuyệt vời. Máy ở ngoài thì khá là nhỏ gọn nha. Mấy con này mà lua là đúng đã luôn á. Tay quay thì mình đổi được cả hai bên trái phải luôn nha các bạn. Hàng Malaysia. Ngoại hình thế này. Máy chạy nha. Con này phải gọi sao ta, siêu siêu êm luôn á. ABS của máy nè. Đảo chiều nha các bạn. Đảo chiều thì mình bật ở sau này. Đảo chiều của nó nè. Kiểu siêu siêu êm luôn á. Đây, đợi máy bay bay qua rồi mình quay lại cho các bạn xem nè. ABS nè. Máy cứ phải gọi là siêu siêu êm luôn á. Đến cả cái không gian yên tĩnh giờ mà cũng chẳng nghe tiếng gì cả. Và cái con LFC 3000 này. Máy đẹp này có giá là 1 triệu tư nha. Máy số 9 1 triệu tư nha các bạn. Tiếp theo là đến máy số 10. Máy số 10 một con máy mà mình rất rất ưng. Con này là một con dòng có cốt trợ lực đời cổ của Shimano nè. Con này là con Shimano Mix Z4000 là tên thôi nha. Một con máy nhôm mà có ratio rất là cao, ratio 4.8 luôn nha. Ratio 1:4.8. Thì con này là hàng của Japan nha các bạn. Ở ngoài thì nhìn nó rất là chắc khỏe rồi á. Size siêu to khổng lồ đây. Ngoại hình rất là sáng đẹp luôn. Ngoại hình con này chắc đánh giá chắc cũng phải 90 các bạn. Đẹp lắm luôn á, không dám cho 95%. Nói chung là tầm 90. Toàn thân kim loại nha, máy thì đẹp như thế này luôn nè. Mình hơi bị mê con này. Tay quay mình đổi được cả hai bên trái phải luôn nha. Tay quay thì đổi được trái phải. Còn về thông số cước của cái con máy này thì con này nó sẽ có thông số là cước số 10 mình vào được là 220 m nha. Con này là size 10.000 và có thể mình cảm giác là nó được 12.000 luôn đó các bạn. 10 hoặc 12.000 nha. Tại vì cố nó rất là to. Lăng thì đá sứ sáng bóng như thế này. Ngoại hình đẹp lắm luôn. Mà còn có cốt trợ lực nữa chứ. Hàng thì hàng Japan nha. Lúc nãy không biết mình giới thiệu chưa. Đây Shimano này, ở trên nắp thì có chữ Shimano thế này, máy đẹp lắm. Gạt cước, hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt như thế này. Đây, máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt. Và đây là cái phần mở cốt trợ lực của nó thì như thế này nha. Đây, xong rồi là đến một cái đen đen như thế này. Và đây, bên trong của nó nha. Đây là phần cối nha, rất là dày và đẹp. Cốt trợ lực đời cổ nè các bạn. Cốt trợ lực đời cổ. Đây nha. Con này về đời cổ mà ngoại hình rất là đẹp luôn á. Khi gắn thì mình gắn hết vô rồi mình quay nha các bạn. Đây, tại vì nó có từng cái của nó rồi. Cái này phải gọi là dân chơi mấy câu nhìn phát biết luôn á. Cái con này đời cổ quá quen thuộc rồi. Ở đây thì nó cũng có chữ luôn nè. Nhấn vào nha các bạn. Thì cái này mình nhấn vào, tay quay nó là tay quay dạng gập nha. Mình chỉ cần nhấn nút này gập lại, sử dụng thì mở ra rất là tiện luôn. Mình đổi được cả hai bên trái phải nha. Và máy chạy. Chạy đã lắm luôn. Đây, máy chạy rất đã nha. Chốt chặn. Cardio khá cao luôn các bạn. 1:4.8 là cao lắm luôn về máy nhôm á. Đảo chiều. Đảo chiều êm nha.
Và cái con Shimano có cái cối rất là to này, size tầm 10 đến 12 ngàn luôn á, thì có giá là 1 triệu 2 nha. Máy số 10 1 triệu 2, giá này khá là mềm. Tiếp theo là đến con máy 11 nha. Con này cũng đẹp, mà đẹp quá, khen hoài cũng lạ, nên thôi không khen nữa. Con này là con Shimano Abetro 6 ngàn nha. Con này thì là dòng có ABS. Đây, ngoại hình tổng quan của nó Malaysia nha. Con này là hàng Malaysia xuất nhập, thì ngoại hình tổng quan của nó có thể đánh giá được tầm 95% luôn á. Thật sự ở ngoài nó, ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn á. Đây, ngoại hình tổng quan của nó thì như thế này. Tay quay thì mình đổi được cả hai bên trái phải luôn nha. Tay quay đổi được trái phải. 5% mình trừ là do nó trầy 1, 2, 3 chấm chỗ này thôi nè, là mình trừ 5% rồi ấy. Chứ còn con này ở ngoài đẹp lắm. Tay quay là các bạn cũng có thể thấy được độ đẹp của nó rồi đúng không? Phần nắp nha, lăng thì sáng bóng nè, lăng sáng. Con này có ABS luôn nha. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha mày. Đây, đây tiếng lưỡi gà của nó là như thế này. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải, và tay quay là dạng gập, mình bấm nút ở đây gập lại, sử dụng mở ra nha. Đổi được hai bên trái phải và máy chạy. Máy dòng này thì chạy rất là êm rồi. ABS của máy nè. Nãy mình vô tình dừng thôi á, mà các bạn có thể thấy nó nhạy đến cỡ đó luôn á. Đây, máy rất là êm mượt luôn. ABS nữa. Nói chung con này đẹp, 95%. ABS của máy. Và cái con Shimano Abetro 6000 này có giá là 1 triệu 3 nha. Máy 11 1 triệu 3 nha các bạn. Tiếp theo là đến con máy 12. Một con mà hàng bây giờ chắc tìm cũng căng. Con này là con Daiwa SS 3000 nha. Thì con này là hàng của Japan, có chế độ tắt bật tiếng kêu luôn nha, Japan. Ngoại hình tổng quan con này thì tầm khoảng cỡ chắc cũng tầm 90 á, ngoại hình rất là đẹp như thế này. Toàn thân kim loại nha, tay quay thì đổi được hai bên trái phải. Tay quay họa tiết cũng rất là đẹp. Tay quay dạng cán gỗ nha các bạn. Phần cối thì 10 điểm. Vậy thôi. Lăng sáng nha. Lăng sáng bóng luôn nè các bạn. Gạt cước hoạt động tốt. Nắp thì có chữ SS nè, thương hiệu không lẫn đi đâu được. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha. Và về thông số cước của con máy này thì nó có thông số là cước số 7. Mình vào được 210m thì con này size 78 ngàn nha. Size 78 ngàn. Tay quay thì đổi được hai bên trái phải, và tay quay của nó là dạng gập, mình bấm nút đây gập lại, sử dụng mình mở ra. Máy chạy nha. Máy chạy rất là mượt. Đây là chế độ có tiếng kêu của nó như vậy. Chốt chặn nè. Đảo chiều à, cái này không phải đảo chiều, cái này là mình tắt tiếng. Tắt tiếng thì mình vẫn quay như thế này thôi, nó sẽ không có tiếng nha. Chốt chặn luôn. Đây, còn khi bật tiếng lại thì như thế này. Bật tiếng lại như thế này. Đảo chiều nha. Máy thì rất là êm mượt luôn. Cái này là tay quay thì dạng gập, bấm nút gập, sử dụng thì mở ra thôi. Và con này được mệnh danh là nồi đồng cối đá nha. Nói chung là dân chơi nhìn phát biết liền. Thì cái con 12 này, con SS, có tắt bật tiếng kêu được luôn á, có giá là 1 triệu 6 nha. Máy 12 1 triệu 6. Daiwa SS Japan, size thì tầm 7-8 ngàn. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.